Chào mừng các bạn đã đến với bài tập trong ngày hôm nay. Chủ đề trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành những động tác, những chuỗi giúp bạn cải thiện vấn đề về đau lưng, đặc biệt trong đó những vấn đề liên quan đến thoái hóa lưng, thoát vị đĩa đệm. Đây là một tình trạng mà rất nhiều người ngày nay gặp phải. Và để khắc phục điều này thì chúng ta sẽ thực hành hai cái nhóm chính. Một là những chuỗi động tác để giúp giãn mềm toàn bộ cuộc sống của bạn đi, giải phóng sự chèn ép do cái sức nặng đè lên các đĩa đệm của chúng ta. Và cái nhóm động tác thứ hai là giúp tăng cường săn chắc toàn bộ cái nhóm cơ lưng, cơ bụng và xung quanh để gia cố cho cái phần lưng của bạn nó khỏe mạnh hơn. Và các bạn hãy ngồi xuống để chúng ta bắt đầu trong bài tập ngày hôm nay nhé. Nào ngồi khoanh hai chân. Ngồi khoanh hai chân, hai tay đặt lên đầu gối và bắt đầu nào. Thả lỏng hai vai. Hít vào, mở căng lồng ngực về phía trước, đẩy ngực lên. Hơi mím môi lại, đẩy căng ra cổ lên trên. Thở ra, cuộn tròn lưng lại, gập đầu xuống. Hít vào, đẩy ngực lên, mở rộng ngực, đẩy căng ra cổ lên trên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gập sát đầu xuống. Hít vào, đẩy ngực lên, nâng cằm lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gập đầu xuống, gù lưng lại. Tiếp tục nào. Hít vào, đẩy ngực lên, nâng cằm lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Một lần nữa, hít vào đẩy ngực lên, nào nâng cằm lên, thở ra cuộn tròn người lại, hít vào giữ lưng thẳng, hai tay đan trước mặt, thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên, kéo giãn cột sống, thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Cái lòng bàn tay chúng ta vẫn đẩy căng, nhưng phần vai, phần măng tay chúng ta thả lỏng ra, tạo một khoảng trống ở hai bên cổ của bạn. Hít thở chậm. Đẩy ngược lên. Hít vào, từ từ chùng tay, hai tay đan lại sau lưng, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, nắm chặt tay, đẩy ngược lên, nâng cằm lên, nhìn chéo lên trên. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Nào mỗi lần thở ra, đẩy căng lồng ngực. Nếu có thể bạn nắm chặt lòng bàn tay lại nhé. Từ từ buông tay, hít vào hai tay vươn lên. Thở ra, tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau đầu. Bàn tay trái chúng ta lấn sâu xuống dưới. Nhìn về trước. Khuỷu tay phải đẩy về phía sau. Và mỗi lần thở chúng ta kéo sâu tay vào sau đầu. Đẩy ngực lên. Nào đẩy khuỷu tay phải về phía sau. Giữ nguyên, hít sâu một hơi. Thật ra hơi nghiêng nhẹ người sang bên phải. Nhưng ít thôi, không ngã, không là đổ nghiêng sang bên. Đẩy ngực lên. Nào đẩy ngực lên. Từ từ nâng lên. Nào, hít vào, chúng ta đổi bên, tay trái giữ khuỷu tay bên phải, tay cao vai lên một cái. Thở ra, kéo tay xuống, nhìn thẳng về phía trước. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại.
là mỗi lần thở chúng ta kéo sâu khuỷu tay vào sau đầu. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Từ từ buông tay, hạ tay xuống. Hai tay lại đặt lên đầu gối, thả lỏng hai vai. Hít vào giữ lưng thẳng. Thật ra xoay đầu sang bên trái. Hít vào xoay đầu lại. Thẳng lưng nào. Thật ra xoay sang bên phải. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay đầu sang bên trái. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay sang bên phải. Một vòng nữa. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay đầu sang bên trái. Hít vào xoay đầu lại. Thở ra xoay sang bên phải. Từ từ xoay đầu lại, chúng ta xoay người sang bên trái. Chúng hai tay xuống thảm, tách đều ngón tay. Cánh tay và đùi vuông góc với sàn. Hai đầu gối gần sát vào nhau, tách đều ngón tay nhé. Giữ lưng thẳng, độ cao hai vai, độ cao hai mông bằng nhau. Hít vào, siết cơ bụng, duỗi chân trái về sau, nén thở, đạp căng gót chân. Siết cơ đùi gồng cơ bụng lại. Hạ chân xuống, thở ra. Hít vào, gồng cơ bụng, nén thở, giữ chân phải về sau. Nào đẩy căng gót chân. Hạ chân xuống, thở ra. Hít vào, nén thở, gồng cơ bụng. Giữ chân trái về sau. Đẩy căng chân. Độ cao hai vai bằng nhau. Hạ chân xuống. Thở ra. Tiếp tục nào. Tách đều ngón tay ra nào. Hít vào. Gồng cơ bụng trước đã. Sau đó mới duỗi chân. Chân phải. Chân phải. Đẩy căng gót chân. Hạ xuống. Thở. Một vòng nữa. Hít vào. Gồng cơ bụng dưới chân bên trái. Đẩy căng gót chân. Co chân này. Thở ra. Hít vào. Gồng cơ bụng dưới chân bên phải. Hạ chân xuống. Thở ra. Tư thế tấm ván. Hít vào nâng hai gối lên tấm ván. Gồng chắc cánh tay. Thở ra, hạ vóng lưng xuống, duỗi mũi chân. Tập trung đẩy ngực về phía trước. Nào đẩy ngực về phía trước, đừng dồn vào thắt lưng. Hít vào, gật đầu lại, siết cứng cơ bụng lại, dừng bàn chân. Nâng cao mông lên với hai bàn chân song song. Thở ra, đẩy cao mông lên. Đẩy cao mông lên. Chúng ta lặp lại. Hít vào tư thế tấm ván. Nào gồng chắc cánh tay. Siết cơ bụng lại. Siết cơ đùi lại. Thở ra. Hạ vóng lưng xuống. Duỗi mũi chân. Tập trung đốt sống ngực. Đẩy lồng ngực về phía trước. Thì nó mới giãn mềm cột sống của bạn được. Hít vào gập xong đầu lại. Siết cơ bụng dựng bàn chân lên. Đẩy cao mông lên. Thở ra. Nào rút cao mông. Tách đều ngón tay. Lặp lại. Hít vào tư thế tấm ván. Tấm ván. Thở ra. Tư thế ống rắn. Duỗi mũi chân. Đẩy lồng ngực về phía trước. Mở rộng vai.
Hít vào, gập xong đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên, tư thế chó dưới mình, nào chỉnh bàn chân song song. Tập trung đẩy cao mông lên, đẩy cao mông lên. Bước lên, hít vào, bước hai chân lên. Chụp sát hai chân, chụp sát hai chân. Nào kéo tay lên gối, chỉnh thẳng sống lưng. Thở ra, gập người xuống. Áp sâu người xuống. Hít vào, buông thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống. Thả lỏng vai. Thở ra, kiểm soát lại lưng. Tiếp tục duỗi dài sống lưng về phía trước. Nhưng đừng ngẩng đầu cao quá nhé, cúi đầu xuống. Hít vào, đứng lên. Tay ra ngang, vừa lên. Bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại, thả lỏng hai vai. Bàn tay cách xa ngực gần một gang. Chúng ta thực hiện biến thể của bài chào mừng chào A, biến thể một chút cho phù hợp với vấn đề phần lưng của chúng ta. Nào bắt đầu. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang, vươn lên. Ngang vai, ngửa lòng bàn tay. Tiếp tục vươn lên. Thở ra, vươn dài người về trước. Chậm nào. Hạ tay xuống, tiếp tục vươn dài sống lưng. Rồi mới gập sâu người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống. Thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, chỉnh lưng thẳng. Trường tấn, hít vào chống gối, bước lùi xa chân trái về sau. Xích cơ đùi lại, thở ra, ngón tay của bạn chống ngang với ngón chân, đẩy căng chân. Tầm ván, hít vào chống hai tay xuống thảm, nén thở siết cơ bụng, rút chân phải về sau. Siết mạnh cơ bụng gồm chắc bàn tay, từ từ hạ nằm thẳng xuống, nằm thẳng xuống. Thở ra, nào duỗi mũi chân. Hít vào sâu hơi, hít xong đã, hít xong đã. Nén thở gồng cơ lưng, đẩy lên tư thế con rắn. Đẩy ngược lên. Gập đầu lại. Dừng bàn chân, siết cơ bụng nâng lên. Thở ra, tư thế chó dưới mình. Đẩy cao mông lên. Trường tấn, hít vào, bước chân trái lên vào giữa hai bàn tay. Kiễng bàn chân phải lên. Thở ra, đẩy căng chân sau. Bước lên, hít vào, bước chân phải lên, chụm sát hai chân. Bình tĩnh, rút tay lên đầu gối, chỉnh cái sống lưng của mình song song với sàn đã, thẳng lưng nha. Thở ra, mới vươn dài về phía trước, gập xuống theo sức của mình. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống, thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân, chỉnh thẳng, sống lưng. Hít vào, đứng lên, nào đứng lên. Hai tay ra ngang, vừa lên, hơi ưỡn ngực lên chút. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm. Giữ nguyên hít thở chậm. Hay lưu ý, các bài tập chào mặt trời được Kim Ba biến thể cho nó phù hợp với từng tình huống khác nhau. Các bạn nhớ điều chỉnh nhé, không một số người lại lẫn sang bài khác đấy. Lặp lại. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang, vừa lên. Nào ngang vai. Rồi mới ngửa lòng bàn tay, tiếp tục vươn. Thở ra, vươn dài người về trước. Hạ tay xuống.
gập người xuống, hướng trán về phía cổ chân. Là không cong gối đâu, thẳng gối, thẳng chân. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay, tay không chạm thảm, nâng cao lên chút nào. Thở ra, tư thế tay chân, tiếp tục điều chỉnh sống lưng, tay chỉ cần chống ngang ngón chân thôi. Trường tấn, hít vào trùng gối, lùi xa chân trái về sau. Thở ra, siết chặt cái đùi chân trái lại, đẩy căng chân. Tầm ván, hít vào chống cả bàn tay xuống, nén thở gồng bụng, rút chân phải về sau. Siết mạnh cơ bụng, khép khuỷu tay lại, từ từ nằm xuống. Thở ra, duỗi mũi chân. Hít vào, nén thở gồng cơ lưng, gồng cơ bụng, đẩy lên tư thế con rắn, đẩy ngược lên. Gật đầu lại, siết cơ bụng, dựng bàn chân, nâng lên tư thế chó duỗi mình, thở ra. Chúng ta hơi đẩy gót ra ngoài một chút nhé, để bàn chân song song với nhau. Trường tấn, hít vào bước chân trái lên và giữa hai bàn tay, kiễng bàn chân phải lên. Thở ra để căng chân, cúi xuống đi, đừng ngẩng quá đầu này, mỏi cổ, cúi xuống. Lên, hít vào bước chân phải lên, rút cao tay lên gối, chỉnh sống lưng. Cứ bình tĩnh thôi, duỗi thẳng sống lưng xong đã. Thở ra, gập người xuống, áp sâu người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay, cúi hẳn đầu xuống, thả lỏng ngón tay. Thở ra, kiểm soát lại lưng, chỉnh lưng thẳng, chỉnh lưng thẳng. Đứng lên, hít vào, đứng lên, hai tay dang ngang, vươn lên, vươn thẳng lên trần. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Chúng ta lặp lại. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang, vươn lên. Vươn thẳng. Thở ra, vươn dài người về trước. Gập người xuống. Áp sâu người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay, cúi hẳn đầu xuống, thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân là chống tay ngang ngón chân. Chỉnh thẳng lưng đi, cao tay lên cũng được. Trường tấn, hít vào trùng gối, lùi xa chân trái về sau. Nào cứ bước chân trái đi, đừng đổi chân. Thở ra thẳng lưng. Tầm ván, hít vào chống tay xuống, gồng chắc bàn tay, nén thở, rút chân phải về sau mà không nâng cao mông. Siết cơ bụng, khép nách lại, hạ xuống. Thở ra, duỗi mũi chân. Hít vào, nén thở, nào khép khuỷu tay lại, gồng cơ lưng đẩy lên, tư thế con rắn, đẩy ngực về trước. Gật vào lại, siết cứng cơ bụng lại, dựng bàn chân. Thở ra, tư thế chó duỗi mình. Những ai tập tốt rồi chúng ta thể thử nâng các ngón chân lên nhé. Sau đó ghì gót chân xuống. Trường tấn, hít vào bước chân trái lên và giữa hai bàn tay. Là kiễng bàn chân phải lên. Thở ra, đẩy căng chân sau. Bước lên, hít vào bước chân phải lên, chụm sát vào chân bên trái. Rút cao tay lên gối, chỉnh thẳng sống lưng. Thở ra, gập người xuống, áp sâu người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống, thả lỏng vai.
Thở ra, tư thế tay chân, chỉnh ngón tay ngang ngón chân. Lao đẩy thẳng sống lưng. Đứng lên, hít vào từ từ đứng lên. Hai tay dang ngang vươn lên. Ngang vai ngửa lòng bàn tay, tiếp tục vươn. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Chúng ta thêm một lượt nữa nhé. Hít vào hà tay xuống. Tay dang ngang vươn lên. Cứ chậm chậm thôi, không cần mình nhanh quá đâu. Thở ra, vươn dài người về trước. Mỗi lần gập sâu hơn một chút. Hít vào buông, thả lỏng hai tay. Động tác này thì mềm nhũn người ra, nhưng tay không chạm thảm. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, chỉnh thẳng, sống lưng. Trường tấn, hít vào chùm gối, bước lùi xa chân trái về sau. Thở ra để căng chân. Để căng chân. Tầm ván, hít vào chống tay xuống, gồng chắc bàn tay, lùi chân phải về sau. Nào siết cơ bụng, từ từ nằm xuống. Thở ra, khép nách lại, giữ mũi chân. Hít vào, nén thở gồng cơ lưng, đẩy lên tư thế con rắn. Đẩy ngược lên, gật đầu lại, siết cơ bụng lại, dựng bàn chân. Nâng cao mông lên, thở ra, tư thế chó dưới mình. Trường tấn, hít vào bước chân trái lên và giữa hai bàn tay, kiễng bàn chân phải lên. Thở ra, đẩy căng chân. Bước lên, hít vào bước chân phải lên, chụm sát hai chân, rút cao tay lên gối. Chỉnh thẳng sống lưng. Thở ra, gập người xuống, áp sâu người xuống. Hít vào buông, thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống, thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân, chỉnh thẳng sống lưng. Hít vào đứng lên. Đứng lên, hai tay dang ngang vươn lên, bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại, thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Hít thở chậm. Từ từ hạ tay xuống. Hai chân của bạn bước rộng bằng hông. Hai bàn chân song song. Thực hiện theo nhịp hô nhé. Từ đấy nghiêng. Hít vào tay phải vươn lên. Tay bên phải vươn lên. Chúng ta dồn hết trọng lượng sang chân bên phải. Với cao tay bên phải lên. Siết cứng cơ bụng lại. Siết cơ bụng lại. Nén thở nghiêng. Nén thở. Gồng cơ bụng nâng lên. Hạ xuống, thở ra. Tập trung cơ bụng nhé, siết cơ bụng. Đổi bên. Hít vào tay trái vươn lên. Kiễng chân phải lên nào. Và với cao lên, với cao lên. Để nó giãn cột sống ra. Siết cơ bụng, siết cơ bụng này. Nén thở nghiêng bên phải. Gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Nâng người lên. Hạ xuống, thở ra. Đổi bên. Hít vào. Vươn tay phải lên, kiễng chân trái lên, siết cứng cơ bụng, nén thở, nghiêng người sang bên trái. Nâng người lên, hạ tay xuống, thở ra. Đổi bên nào. Hít vào tay trái vươn lên, kiễng chân phải lên, nào với cao đẩy ngực lên, siết cơ bụng lại, siết cơ bụng lại.
Nghiêng người sang bên phải. Nhìn thẳng về trước nào. Tập trung gồng cơ bụng nhé. Nâng lên. Hạ tay xuống, thở. Phải siết cứng cơ bụng lại mới hỗ trợ được phần bộ phần lưng được. Tiếp tục. Hít vào tay phải vươn lên với cao lên. Hạ với cao lên. Siết cơ bụng này, tay đặt lên cho gọi là sờ có cảm giác. Nghiêng. Đẩy ngược lên, gồng bụng nâng người lên. Hạ xuống, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào tay trái vươn lên. Thả thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Siết cơ bụng. Nén thở nghiêng bên phải. Gồng cơ nâng lên. Hạ xuống, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào tay bên phải vươn lên. Lưng cao, siết cứng cơ bụng. Nghiêng bên trái. Gồng bụng. Nâng lên, thở. Hạ tay xuống, hít thở sâu hơi. Hít thở sâu hơi, giữ nguyên vị trí nhé. Hít thở sâu hơi. Với tư thế kéo giãn gập về phía trước, nhưng chúng ta gập chậm để cảm nhận sự kéo giãn của lưng của mình nhé. Cứ giữ nguyên vị trí, giữ nguyên vị trí, giữ nguyên vị trí. Cứ xoay là mọi người xem thôi, mọi người giữ nguyên vị trí. Hít vào này, tay chúng ta đặt lên đùi. Nào, đẩy ngược lên chút, đẩy ngược lên chút, đẩy ngược lên chút. Thật ra trượt tay xuống đầu gối. Tay giữ ở đầu gối. Và giữ nguyên. Bạn sẽ nhìn thẳng xuống thảm. Và việc của bạn này, mỗi lần hít thở, tập trung vào việc vươn dài cột sống song song với sàn. Hãy nghĩ đến phần thắt lưng. Chúng ta thử kéo cong mông lên xem có được không. Cái phần mông và phần thắt lưng này, đúng cái vị trí thắt lưng của bạn hay bị yếu ấy, thì mọi người hay bị cuộn cong lại như thế này. Việc của bạn bây giờ là thở ra, chúng ta duỗi nó ra. Duỗi nó ra. Nhưng bạn sẽ phải gập thật chậm thôi. Giữ tích động tác. Hoặc chúng ta có thể cho tay chúng ta vượt qua gối. Cái cổ tay nó ở dưới gối. Nhiều người sẽ bảo là thoái hóa, thoát vị chúng ta không gập được. Nhưng thực ra là chúng ta gập, chúng ta bị cuộn lưng. Thì nếu lưng mà cứ thẳng tắp thì nó lại rất là tốt vì hiệu quả. Mỗi lần thở mình cảm giác mình vươn dài ra. Vươn dài ra. Và làm tốt hơn, chúng ta có thể đặt tay vào cổ chân. Ở trạng thái này lưng của bạn vẫn rất thẳng tính từ cạp quần. Tất nhiên nó sẽ hơi mỏi lưng một chút vì cái cơ ở lưng chúng ta nó yếu. Nhưng chúng ta cố chỉ huy nó, cố kéo nó lên để thẳng thì nó bị mỏi, không sao cả. Hít thở chậm. Nhưng đừng ngẩng đầu lên như này nhé. Cổ và cột sống ngực thẳng với nhau. Đốt sống cổ và đốt sống ngực giữ thẳng. Rồi từ từ buông lòng tay ra. Hít đầy một hơi, tay lại chạm thảm. Việc các bạn tiếp tục là vươn dài sống lưng. Vươn dài sống lưng. Từ từ chồng gối, từ đây tầm ván nào. Hít vào gồng chắc bàn tay, bước lùi hai chân, từ đây tầm ván. Từ đây tầm ván. Thả gồng chắc cánh tay, thật ra giữ. Hít thở chậm hoặc nhanh tùy bạn, miễn sao bạn cứ siết cơ liên tục. Các ngón tay chúng ta sẽ nhấn chắc xuống thẳm. Cơ đùi siết lại, cơ đùi siết lại. Hạ hai gối xuống thẳm. Cánh tay và đùi sẽ vuông góc với sàn. Cánh tay và đùi vuông góc với sàn. Hai gối gần lại. Một động tác vừa hỗ trợ cho lưng và vừa kích hoạt cơ bụng chúng ta tốt hơn. Nào, hít vào đầy hơi. Nén thở gồng bụng. Siết cơ bụng dưới chân trái về sau. Bạn sẽ đạp căng gót chân về phía sau. Nào, ngón chân hướng xuống sàn. Đạp căng gót chân ra. Đạp căng gót chân. Hạ xuống, thở ra. Cái cảm giác là cơ bụng, cơ lưng, cơ đùi chúng ta đã siết chặt lại. Hít vào. Nén thở. Nào, đạp căng gót chân phải. Đạp căng gót chân phải.
Hạ chân xuống, thở ra. Đổi. Hít vào, hít xong đã. Gồng bụng, giữ chân bên trái. Là độ cao hai mông bằng nhau nhé, nhìn xuống. Ngón chân cũng hướng xuống. Hạ xuống, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào, giữ chân bên phải. Để căng gót chân. Thu chân này, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào, siết xong cơ bụng. Giữ chân bên trái. Đạp căng gót chân. Thu chân này, thở ra. Nào, cố gắng. Hít vào, hít xong đã. Siết cơ bụng, dưới chân bên phải. Đạp căng gót chân. Hạ xuống, thở. Để hỗ trợ cho lưng thì cơ chúng ta phải thật nhiều và thật khỏe phần cơ. 3 vòng nữa. Hít vào, gồng cơ bụng, dưới chân bên trái. Giữ chân bên trái. Thu chân này, thở ra. Hít vào, siết cơ bụng nén thở. Giữ chân bên phải. Đạp căng gót chân. Đạp căng gót chân. Thu chân này, thở ra. Nào, 2 vòng nữa nào. 2 vòng nữa. Hít vào, gồng bụng, dưới chân bên trái. Mọi sự chuyển động là mỗi phần chân thôi. Độ cao hai mông bằng nhau. Thu chân này, thở. Đừng có làm võng thắt lưng nhé. Chứ đẩy về sau lại võng lưng xuống như này. Cái phần thắt lưng này nó bị võng xuống này. Thì tập xong càng đau lưng hơn ấy. Chúng ta giữ cái lưng chúng ta là trung lập. Nó vẫn thẳng. Hít vào, gồng bụng, dưới chân bên phải. Siết cơ bụng lại. Hạ xuống, thở, vòng cuối nào, vòng cuối, vòng cuối. Hít vào, nhìn rất đơn giản thôi, toát mồ hôi ấy. Giữ chân bên trái, thiên về cảm nhận mà. Thu chân này, thở ra. Tiếp tục, hít vào, nén thở, giữ chân phải. Thu lại, thở ra. Rồi chúng ta ngồi dậy một chút. Thả lỏng cổ tay, nếu mỏi cổ tay thì thả lỏng cổ tay một chút. Xoay xoay nhẹ cổ tay. Rõ ràng tập lưng bụng thì tiện đi xoay cổ tay. Tất nhiên chúng ta trụ lực là hay bị mỏi tay, không sao cả. Tập liên quan đến phục hồi phần lưng, tập rất là nhiều liên quan đến phần cơ nữa. Nói chung là cơ thể chúng ta nhiều cơ thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Những người mà có thể là cân nặng thì đủ, nhưng mà lượng mỡ thì nhiều quá thì cơ thể cũng gặp rất nhiều cái vấn đề về bệnh lý. Và chúng ta tiếp tục nằm xuống nhé. Chúng ta này sẽ nằm xuống, thành tiếp cái phần nhóm cơ lưng của mọi người. Kích hoạt cơ lưng nó khỏe hơn. Nằm úp xuống. Duỗi thẳng mũi chân, là chụm sát 2 chân. Cách thiện động tác đơn giản thôi. Hai tay chúng ta khép lại, ngón tay cao ngang với vai, với tư thế con rắn, nhưng không cần đẩy lên nhé. Nhiệm vụ của bạn này, đó là hít thật đầy hơi. Gồng cơ bụng, gồng cơ lưng, rồi bạn kéo phần thân trên lên được bao nhiêu thì được. Càng cao càng tốt. Sau đó bạn hạ xuống và thở ra. Chạm cả trán xuống được. Chuẩn bị. Là chụp sát 2 chân. Bắt đầu. Hít vào. Nén thở, gồng lưng, gồng bụng. Là kéo phần thân trên lên. Hạ xuống, thở ra. Hít thở sâu hơi. Lặp lại. Hít vào, nén thở, gồng bụng, gồng lưng. Nào, kéo lên, kéo lên, kéo cao lên. Hạ xuống, thở ra. Lặp lại. Hít vào, nén thở, gồng bụng, gồng lưng. Nào, kéo cao thân trên lên. Hạ xuống, thở ra.
Bây giờ hai tay của bạn sẽ đan lại sau lưng. Hai tay đan lại sau lưng. Hơi xoay xoay khớp vai chút. Tiếp tục nào, chụm sát hai chân. Bắt đầu. Hít vào sâu hơi. Nén thở, nâng phần thân trên lên. Đẩy tay ra xa khỏi lưng. Chân vẫn chạm sàn. Hà xuống, thở ra. Vẫn giữ chân chạm sàn nhé. Để tập trung chính vào phần lưng thôi. Gia cố cái sức mạnh cho phần lưng. Lặp lại. Hít vào sâu hơi. Nén thở là nâng thân trên lên. Đẩy tay xa ra. Hà xuống, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào sâu hơi. Nén thở nâng lên. Cao lên, cao lên. Hà xuống, thở ra. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Nào, cố gắng 3 vòng nữa nhé. Hít vào. Nén thở. Để cao tay lên. Hà xuống, thở ra. Nào, 2 vòng cuối. 2 vòng cuối, 2 vòng cuối. Bắt đầu. Hít vào. Nâng lên. Để cao tay lên. Hà xuống, thở. Tiếp tục luôn, tiếp tục luôn, lần cuối. Hít vào. Nâng lên. Thôi, hạ xuống. Hai tay khoanh lại. Nghiêng đầu sang một bên và hít thở chậm. Hít thở chậm. Chúng ta sẽ thấy nhịp tim của mình nó tăng nhanh hẳn lên luôn. Bài tập này không chỉ là liên quan đến lưng mà cũng là một trong những nhóm tư thế mà đốt cháy nhiều năng lượng nhất đấy, kích hoạt nhịp tim chúng ta. Tất nhiên những ai mà những người mà liên quan đến đau lưng có thể cũng sẽ có một loạt cái vấn đề đi kèm như là thừa cân, huyết áp, tim mạch. Thế trong động tác tư thế châu chấu mà nếu mà anh chị cảm thấy mình bị choáng hoặc là mình bị hụt hơi ấy, thì chúng ta có thể nghỉ sâu hơn một chút. Dần dần thì mỗi ngày mình sẽ quen hơn. Nào, tiếp tục nào. Kéo sâu tay xuống. Tư thế rắn. Hít vào sâu. Gồng cái lưng đẩy lên tư thế rắn. Thấy khỏe lưng hơn đúng không ạ? Đẩy ngược về trước. Trở lại siết cứng cơ bụng. Tư thế chó dưới mình. Với hai bàn chân song song để cao mông. Để cao mông lên. Tách đều ngón tay ra. Không cần phải nhấn vai nhiều đâu. Tập trung chính là phần đẩy cao phần mông lên. Nếu ai làm tốt hơn chúng ta có thể nâng các cái ngón chân lên và ghì gót chân xuống. Gần như toàn bộ phần thân và phần chân của mình ấy, nó tạo thành một góc vuông gần một góc vuông 90 độ. Trong trường hợp cái tay mình nó cứ trượt ấy, thì bước cao chân lên một chút. Rồi, hít vào bước chân trái lên và giữa hai tay. Chúng ta đứng hẳn dậy, là đứng hẳn dậy. Thở ra, bạn xoay bàn chân trái vào trong. Hai bàn chân song song với nhau, cách rộng ra. Để tạo thành góc vuông ở dưới háng. Nào, đứng lên ạ. Với cái ba thì xoay sang bên phải, để mình có thể hướng vào màn hình. Nếu các bạn đang xoay mông của tớ thì bạn xoay lại đi ạ. Thì nhìn màn hình. Rồi, bàn chân song song. Tiếp tục, hít vào giữa lưng thẳng này. Thẳng lưng ưỡn ngược lên. Phải đẩy dài lưng ra. Thật ra trượt tay xuống hai gối. Chống tay xuống thảm. Ở phần này bạn sẽ thấy giãn toàn bộ phần chân và lưng. Rồi tùy khả năng mỗi người, mỗi lần thở ra thì chúng ta chìm sâu xuống. Nhưng nhớ không để cuộn cong lưng và không trùng gối. Cứ mỗi một lần thở lại chìm sâu xuống một chút, một chút, một chút. Nhớ nhá, tùy độ dẻo mỗi người. Ai cứng hơn hoặc lưng bị đau nhiều hơn mà lưng bị cong lại thì chúng ta lưng cao người lên như thế này thôi. Chúng ta sẽ thực hiện một cái bài tập đo lường nhé. Bạn nhớ phải thực hiện thật chuẩn này. Tư thế này thì Kim Ba hay gọi là gập trước vì nó tương tự giống như trong cái bài tập liên quan đến sở thể thao của mình trong tập luyện thể dục thể thao ấy.
cứ giữ nguyên nào, đo lường nha. Hai chân chúng ta tạo thành góc vuông ở háng, hai bàn chân song song, lưng của bạn giữ thẳng. Và bây giờ bạn sẽ đo là trán của bạn cách thảm bao nhiêu centi. Trán của bạn cách thảm bao nhiêu centi. Với điều kiện lưng phải thẳng chứ không phải lưng phải cuộn cong lại nhé. Cũng không nhào người về trước lấn chiếm ra ngoài thảm. Tất cả thực hiện trong chiếc thảm của mình thôi. Thì trán của bạn cách thảm bao nhiêu. Một số trường hợp trán sẽ chạm tận thảm thì càng tốt. Nhưng nhớ lưng phải thẳng chứ không phải chùm gối. Không cắm đầu xuống như này thì ai cũng làm được nhé. Thẳng chân ra. Thì kết thúc chương trình này, kết thúc bài tập hôm nay, chúng ta comment ngay xuống. Nào đẩy thẳng tay lên, đẩy thẳng tay lên ạ. Thẳng tay lên. Từ từ chùng gối chân trái xuống. Chống thế đè ngang đấy ạ. Hạ thấp mông xuống. Hạ thấp mông xuống. Và giữ nguyên thôi. Thông thường thì phần chân, cái sự linh hoạt cho toàn bộ cơ gân kheo hay là những cái nhóm cơ ở sau chân của chúng ta ấy, nó có sự liên hệ rất nhiều so với cái vấn đề đau lưng. Chân của mình càng cứng thì cũng ảnh hưởng đến cái phần thắt lưng ở bên trên. Nên để giải phóng cho phần lưng thì chúng ta sẽ tập nhiều các bài tập kéo giãn phần chân. Từ bên khi tập các bài tập kéo giãn lưng thì bạn sẽ thấy là tập cả chân nữa. Và cái cảm giác đau nó đến từ phần chân nhiều hơn. Nhưng chúng ta luôn luôn nhớ là chỉnh cái lưng của mình nó thẳng ở thắt lưng chứ không phải bị cong gù lại. Hít thở chậm nào, hít thở chậm. Rồi lại đẩy thẳng chân lên, hai chân nhích gần vào nhau một chút. Để làm sao tạo thành góc vuông ở dưới háng. Tiếp tục hai tay nắm cổ chân bên trái. Và vươn dài người của mình hướng về phía cổ chân. Hướng về phía cổ chân. Và tại sao Kim Ba đang sử dụng một loạt các động tác dốc xuống? Vì dốc xuống ấy, thì chúng ta vẫn kéo giãn được lưng. Chúng ta sẽ mượn cái sức nặng của cơ thể. Mình chỉ cần hơi vươn dài lưng thôi. Còn tự cơ thể nó sẽ chìm sâu xuống. Lưu ý nhé, chúng ta hướng trán về phía cổ chân chứ không hướng trán về phía đầu gối thôi nhé. Đừng cố gắng chạm trán vào đầu gối. Nào đổi bên sang bên phải. Sang bên phải. Tất nhiên nếu ai làm tốt hơn thì thậm chí trán chúng ta có thể chạm vào cẳng chân. Khi chân của bạn càng linh hoạt thì phần lưng được giải phóng theo. Chính vậy các động tác xoạc ngang, xoạc dọc trong tập luyện yoga cũng phải thực hiện cách thường xuyên hơn. Hơi chống tay về giữa. Chúng ta nhích hai chân gần vào nhau và ngồi xuống. Và ngồi xuống. Vậy. Co hai chân với tư thế góc cố định, kéo gót chân gần lại. Chỉnh lưng thẳng lên, chỉnh lưng thẳng lên. Hai tay đan giữ các ngón chân. Hít vào đẩy ngược lên, nào ghi gối xuống nào, ghi gối xuống. Nếu gối của bạn chạm thảm thì bạn có thể gập thoải mái về phía trước. Và gập người xuống. Nếu gối của bạn không chạm thảm, và bênh lên tầm 30 độ như thế này, thì bạn chỉ lên gập người về trước 45 độ thôi. Như là cái phần thân chúng ta gập về phía trước ấy, tầm khoảng 45 độ thôi. Như thế này là vừa sức. Nó an toàn cho phần lưng của bạn. Còn gối chúng ta chạm sát xuống rồi thì bạn có thể gập sâu xuống thêm nữa cũng được. Nào hít thở sâu hơi. Hít thở sâu hơi. Từ từ ngồi dậy. Chân bên phải chúng ta giữ nguyên. Chân phải giữ nguyên này. Chân trái duỗi thẳng. Từ đấy ba nhánh chạm mặt. Và chân trái dựng lên. Một số bạn còn nhắn tin cho Kim Ba nói là cái tên gọi, cái động tác của thầy không giống mình thì cũng đừng quá quan trọng về động tác. Miễn sao mình biết cái lợi ích của nó là được. Có thể tên gọi mỗi vùng miền nó khác nhau mà. Giống như là hồi bé ở đâu nhỉ, ở miền trong thì gọi là ba, miền bắc gọi là bố chẳng hạn, đừng có quan trọng điều đấy nhá. Thì đấy ba nhánh chạm mặt, thẳng lưng lên ạ, thẳng lưng lên. Hít vào hai tay bạn vươn lên, đẩy ngược lên. Thật ra vươn dài người về phía trước là vươn dài này, vươn dài cánh tay này, vươn dài ra xa. Tay giữ bàn chân, kéo ngửa bàn chân lên
đẩy ngược lên, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, hít thở chậm lại, nói hít sâu hơi, thở thật chậm, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, thả lỏng thắt lưng. Tất nhiên bạn đang bị căng ở phần chân, nhưng hãy cảm nhận vùng vai và vùng cổ chúng ta đang bị siết đấy. Thả lỏng ra, mềm vai ra, mềm nhũn hai vai ra. Khi bạn nhìn mềm phần vai ra thì phần đốt sống ngực nó cũng được kéo giãn, mềm theo. Và mỗi lần thở chúng ta vươn dài ra xa, hướng trán hẳn về phía ngón chân đi, không cần về phía đầu gối nữa, về cổ chân nữa. Và từ từ buông tay ngồi dậy, buông tay ngồi dậy. Chúng ta chỉnh lưng của mình này thẳng lại. Một số quan điểm sẽ nói rằng khi bị thoát vị, thoái hóa thì không vặn xoắn, nhưng chúng ta vẫn vặn xoắn, chúng ta tập trung vặn xoắn ở vị trí đốt sống bên trên nhé. Nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc là kéo giãn cuộc sống chúng ta. Nào, chỉnh lưng của bạn thật thẳng để làm theo hướng dẫn kia ba này. Chúng ta xoay người của mình sang bên trái một góc 45 độ trước đã. Bạn đẩy ngược lên, xoay sang trái 45 độ. Chợ, không phải cong lưng này nhé, thẳng lưng lên. Tay phải của bạn này đặt vào bên cạnh của bắp chân trái. Bạn tiếp tục dùng tay trái của bạn này chống phía sau. Nhiệm vụ của bạn là thẳng lưng lên, đẩy ngược lên, đẩy cao vai, độ cao hai vai bằng nhau. Hít sâu một hơi. Thật ra chúng ta dùng tay phải nhé, đẩy ở bắp chân, đẩy bắp chân, hít cái vai phải về phía trước thì tự khắc nó sẽ xoắn đều toàn bộ đốt sống ngực. Việc của bạn là xoay ngang thôi. Nếu bạn bị nặng thoát vị đi đệm thì bạn xoay ngang, là đầu chúng ta nhìn sang ngang thôi. Thế cái cảm giác của chúng ta là vặn các đốt sống ở ngực ở đây này. Đẩy ngược lên thì gần như cái đốt sống ở thắt lưng này nó không bị áp lực quá lớn, nó vẫn kéo giãn, nó vẫn dễ chịu. Nhớ nha, thẳng lưng lên rồi xoay người lại, đổi chân, chân phải duỗi thẳng, chân trái co, bàn chân phải dựng lên, dựng lên. Hít vào hai tay vươn cao lên, cao lên, thở ra vươn về trước, vươn về trước, vươn về trước, cảm giác như với lấy cái gì đó. Tay giữ bàn chân và kéo ngửa lòng bàn chân lên. Nào, hít thở chậm lại, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, thả lỏng trán. Bạn giữ cái vị trí căng làm sao mà mình nhả ra một chút thì nó nhẹ quá, mà tăng lên một chút thì mình cảm thấy bỏ cuộc, kiểu như vậy. Nó vẫn căng, nhưng mà bạn vẫn có thể kiểm soát được cơ thể của mình. Bạn vẫn lắng nghe được Kim Ba nói. Đấy. Tại vì khi mình đau quá, mình căng thẳng quá là mình hay bị ù tai, mình căng thẳng, stress mà. Thì khi tập yoga chúng ta giữ cường độ căng, hay nhiều người gọi là cảm nhận theo cơ thể của mình ấy. Cảm nhận cơ thể của mình là mình giữ ở cái cường độ đấy. Mà Kim Ba nói là lỏng vai ra thì bạn lỏng được vai. Đấy, mình nói là thở chậm ra, bạn vẫn thở chậm được. Chứ tớ nói nghĩa là mình chỉ huy cái cổ mà nó không làm gì cả, nó không nhúc nhích gì cả, thì nghĩa là mình đang bị căng thẳng quá sức. Cái phương pháp này nếu mà giữ được càng lâu thì càng tốt, nó giãn ra rất là dễ chịu. Cứ mỗi lần thở thì mình lại tiến lên một chút, mỗi lần thở lại vươn dài về trước một chút. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, tự dưng ngón chân ấy chạm vào trán thì nghĩa là cuộc sống chúng ta nó đã giãn mềm ra gần như hoàn toàn luôn. Hơi từ từ ngồi dậy. Các bạn dễ tập bộ môn này xong rồi mình lại cao lên không? Đấy, ví dụ như này nhá, ngày hôm nay tập tiếp đây, không phải tập một thời gian sau tiếp đây, trán lại gần đây thì có phải người mình nó dài ra đúng không? Rồi cứ thế bạn mình nào, chỉnh lưng thẳng đã, xoay người sang bên phải một góc 45 độ, chỉnh lưng thẳng lên, dạ. Hít sâu một hơi, tay phải chống về sau, thật ra xoay sang bên phải, nhìn thẳng về phía trước, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Mỗi lần thở chúng ta xoay nhẹ một chút,
tập trung đốt sống ngực ở đây này, cao lên này, cao lên này, kéo dài lên này, cảm giác như ai kéo cổ mình lên trên ấy, kéo lên trên ấy, thì cột sống nó mới thẳng ra. Hơi xoay người lại, cuộn tròn người và chúng ta lăn lưng, cuộn tròn lăn lưng. Rồi, từ từ nằm xuống. Nằm xuống. Động tác cuối nào, tư thế cây cầu. Hai tay chạm vào gót chân, hai bàn chân song song. Hít sâu một hơi. Nâng lên. Thật là giữ. Tư thế cây cầu mà bạn đẩy lên mà bạn bị đau lưng ấy, thì bạn sẽ làm ở cái cách sau nhé. Là bạn siết cơ bụng lại, sau đó bạn đẩy lên. Sau đó bạn giữ nguyên siết cơ bụng. Thì khi siết cơ bụng ấy, thì các cái nhóm cơ xương nó được gia cố lại. Nó sẽ không làm, nghĩa là bạn không thể đẩy cao được lên, nhưng mà nó lại hỗ trợ cho lưng chúng ta, nó không bị vượt quá biên độ. Thì đôi khi mình lại hay bị đau lưng. Nào, hơi hơi ép gối vào trong một chút. Tất nhiên ai làm tốt hơn thì tiếp tục đẩy cao và hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Hai tay đan ôm lấy gối. Nhắm mắt lại nào. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Thả lỏng vai. Nào, thả lỏng cả thắt lưng. Thả lỏng vai và cổ nhé, đừng gồng. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Chúng ta duỗi hai chân lên, mỗi tay giữ một cạnh chân. Hít sâu một hơi, thả lỏng khớp háng để hai chân rơi đổ sang hai bên. Thả lỏng hai vai. Thả ra giữ nguyên. Hít thở chậm. Nào, hít thở chậm, thả lỏng thắt lưng. Đặc biệt thả lỏng vùng trán ra. Cách thả lỏng đó là chúng ta hít sâu một hơi, chúng ta nghĩ đến những vị trí đấy, thả lỏng nó ra và thở ra trong lúc đấy. Thả lỏng vai. Từ từ co chân lại, hạ xuống. Hai chân bạn co, gót chân chúng ta cách xa mông khoảng tầm một gang, cách xa háng một gang. Thả lỏng khớp háng ra để hai gối rơi đổ sang hai bên này. Hai tay bạn đan lại đặt dưới đầu. Một động tác rất là dễ chịu. Nhắm mắt lại và hít thở chậm. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào.
thở ra. Hít vào, tập trung vào vùng trán. Thở ra, thả lỏng các cơ trên vùng trán. Hít vào, tập trung vào khuôn mặt của bạn. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ trên khuôn mặt. Hít vào sâu. Thở ra thật chậm. Và từ từ mở mắt ra. Chúng ta thu tay lại, nào giữ thẳng chân. Giữ thẳng mũi chân đi, giữ thẳng mũi chân, chụp sát hai chân. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở ra đậy, căng tay về sau, kéo giãn cột sống. Thật căng ở mũi chân, hơi ưỡn ngược lên một chút cũng được. Vươn dài tay. Rồi, thu tay lại. Co chân bên trái, chúng ta nằm nghiêng sang bên phải. Co hai chân lại. Xin mời tất cả chúng ta ngồi dậy. Và vừa rồi chúng ta đã kết thúc bài tập trong ngày hôm nay với chủ đề liên quan đến phục hồi phần thắt lưng của chúng ta, các vấn đề liên quan đến đau lưng, mỏi lưng, thoát vị đĩa đệm hoặc là thoái hóa lưng. Các bạn nhớ là hai cái quy trình chính trong việc phục hồi phần lưng đó là các bài tập kéo giãn và quan trọng nữa là các bài tập tăng cường săn chắc lượng cơ xung quanh phần lưng của chúng ta. Chính vậy, để phục hồi một cách toàn diện hơn, ngoài việc xây dựng cho mình cái thói quen là đi đứng ngồi nằm nó phục hồi tốt, đặc biệt là vấn đề liên quan đến nằm, bạn phải thiết kế chiếc giường của bạn làm sao nó thoải mái nhất, nó thư giãn nhất. Tại vì 8 tiếng bạn nằm trên giường, nếu bạn nằm trong trạng thái thẳng, như là cái gối, cái giường của bạn ấy, nó được thiết kế nó là nó đừng quá bị cái gối mà nó êm, nó nún quá, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Và rất nhiều người để ý đến việc là đôi khi chỉ nằm thôi nó đã phục hồi rồi. Như vậy bạn khi nằm ấy, bạn đừng có vặn vẹo hoặc là đưa trạng thái của mình ở trạng thái cong. Hãy giữ cho mình trạng thái thoải mái nhất, ví dụ nằm ngửa chẳng hạn. Nó giúp chúng ta thẳng xuôi cơ thể, thả lỏng ra giống như tư thế thư giãn cuối giờ chúng ta nằm ấy, rất là dễ chịu, duy trì cho trạng thái như vậy. Và bạn cũng nhớ trong bài tập ngày hôm nay ấy, đó là chúng ta đo lường biên độ kéo giãn và cái cột sống của bạn nó đang ở trong tình trạng như nào bằng tư thế gập trước với hai chân tách rộng tạo thành góc vuông 90 độ. Giữ thẳng lưng, rồi bạn kiểm tra xem trán của bạn cách sàn bao nhiêu. Bạn nhớ giữ cái cổ của bạn ấy, cái cột sống cổ và cột sống ngực này nó thẳng với nhau, không phải cúi gập lại như thế này, cũng không phải ngẩng cao lên như thế này. Chú ý nhé, giữ thẳng toàn bộ sống lưng, rồi bạn đo xem cái trán của bạn cách sàn bao nhiêu. Có thể một số bạn sẽ chạm được cả xuống như thế này, có thể một số bạn sẽ cách vài gang tay, không sao cả. Bạn ghi lại, bạn comment lại để chính bạn có thể ghi lại những cái khoảnh khắc, biết được cái kết quả tập luyện của mình như thế nào, tự kiểm tra sức khỏe của mình ra sao. Cái mục tiêu là, tất nhiên thì mục tiêu của động tác này ấy, chỉ cần chán cách sàn khoảng 20 phân là được rồi, một gang tay như này là tốt, rất là tuyệt vời rồi, không nhất thiết là phải chạm cả chán xuống đâu. Tại vì để chạm được chán xuống ấy, thì cái cột sống của bạn ấy, cái đốt sống cổ này nó phải giãn ra này thì chúng ta mới chạm được xuống đó. Thế chúng ta dựa vào cái mốc này, chúng ta tự đo, tự kiểm tra sức khỏe của mình và tự nỗ lực tập luyện thêm mỗi ngày. Và đừng quên là comment cả cái cảm xúc của bạn trong ngày hôm nay, ghi lại cái ngày tháng mà tập những hành trình này để chính bạn ghi lại, để Kiba thì biết được rằng bạn đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh YouTube của Kiba nhé. Rất nhiều người bạn tập mà không chịu đăng ký cả, nhấn vào nút subscribe đăng ký chứ, nhấn cả vào nút chuông. Và nếu bạn đang trên fanpage thì nhớ ấn vào nút like nhé. Và hẹn gặp lại bạn trong những bài tập tiếp theo. Xin chào.